Giữa tháng 7 vừa qua, câu chuyện hai bạn sinh viên thực tập tại công ty HVS bị chính hãng này đăng bài post về hành động xóa hết dữ liệu trong Google Drive và toàn bộ những bài post trên fanpage chính thức đã nhận về rất nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người chỉ trích hai cô gái này vì thái độ làm việc ngông cuồng, nông nổi, khiến nhiều nhà tuyển dụng có cái nhìn trở nên chán nản về hình ảnh của các bạn trẻ thuộc thế hệ Z thời đại hiện nay. Số khác cho rằng công ty HVS thật thiếu chuyên nghiệp khi công ty không chịu bỏ tiền mua drive riêng cho công ty mà phải sử dụng drive cá nhân của hai bạn. Số còn lại thì kêu gọi tẩy chay nhãn hàng này vì đã không ký hợp đồng với người lao động. Mặc cho tính đúng sai, chưa biết ai đúng ai sai trong sự việc, nhưng có thể thấy dù ở bất kỳ thời điểm nào và trong bất kỳ ngành nghề nào, những câu chuyện đi làm về hợp đồng hay trả lương đều là những case study thú vị cho những nhà tuyển dụng, công ty và cả người lao động. Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, ví dụ như một người bị bắt tạm giam gần 2 năm hơn để phục vụ cho việc điều tra, rồi người đó vô tội được thả ra, vậy công ty đang thuê người đó có cần phải trả lương cho người đó hay không? Và lỡ như trường hợp người đó quay ngược lại công ty để đòi lương là đúng hay sai? Người trong câu chuyện mà chúng ta muốn nhắc đến ở đây là Benjamin Mendy, cầu thủ vừa được tuyên bố tráng án hồi đầu tháng 7 sau gần 2 năm bị tạm giam và không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào cùng với Manchester City. Như chúng ta đã biết, sau những cáo buộc Mendy đã từng hiếp dâm và tấn công tình dục với nhiều phụ nữ được lan truyền, Marseille đã quyết định ngưng trả mức lương 100.000 bảng một tuần cho hậu vệ người Pháp. Đồng thời, Mendy cũng bị bắt và bị tạm giam đến gần 2 năm. Đến tháng 7 năm nay, anh được tòa án Chester Crown tuyên bố vô tội. Benjamin Mendy sau khi ra tù cũng đã bắt đầu ổn định cuộc sống mới trong màu áo của câu lạc bộ quê nhà Lorient. Nhưng cựu hậu vệ cánh của Marseille muốn nhiều hơn thế. Theo lời Quip, hậu vệ sinh năm 94 muốn Marseille trả một phần hoặc toàn bộ số tiền lương trong khoảng thời gian anh bị tạm giam cho đến khi đáo hạn hợp đồng vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Mendy dự kiến sẽ nói chuyện pháp lý với câu lạc bộ cũ vào cuối tháng này. Và nếu mọi chuyện không được giải quyết êm xuôi, rất có thể cả hai sẽ lại kéo nhau ra tòa. Đánh giá tổng quát về câu chuyện này, hoặc nhìn chung, Benjamin Mendy không hề sai trong vụ việc. Bởi vì khi anh bị bắt tạm giam vào tháng 8 năm 2021, Marseille đã không chấm dứt hợp đồng hẳn hoi và hoàn toàn với Mendy, mà chỉ quyết định ngưng trả lương cho hậu vệ người Pháp. Một phần vì Mendy chưa thực sự bị tuyên bố có tội, mà chỉ là tạm giam để phục vụ quá trình điều tra. Và việc không chấm dứt hợp đồng cũng là một cách giúp cho Mendy không bị thiệt thòi nếu như anh được tuyên bố trắng án. Thứ đặc trường hợp Mendy được trả tự do ở thời điểm một tháng sau khi bị bắt, lúc đó Mendy sẽ rất khó tìm kiếm biên độ mới và cả hai bên sẽ phải dính líu với nhau đến những vấn đề pháp lý trong hợp đồng. Nếu xét trên mối tương quan giữa người lao động và công ty dựa trên những chi tiết trên hợp đồng, Mendy rõ ràng có lý do chính đáng để đòi Marseille phải trả mức lương mà anh xứng đáng phải được nhận, mặc cho anh không có đóng góp gì cho Marseille trong suốt gần 2 năm qua, đặc biệt là chiến tích ăn ba vĩ đại trong mùa giải vừa qua. Một case study khá tiêu biểu mà Mendy có thể học tập đó là trường hợp của Mason Greenwood. Đầu năm 2022, tiền đạo của Man United đã bị bắt với những cáo buộc hành hung bạn gái và bị đội chủ sân Old Trafford đình chỉ thi đấu trong 18 tháng. Mặc dù hành trình chinh phục lại lòng tin yêu từ ban huấn luyện, các cầu thủ và những cổ động viên của Greenwood vẫn còn rất dài và nhiều chông gai, nhưng trong suốt thời gian bị đình chỉ thi đấu, tiền đạo này vẫn được Man dựa tới trả lương đầy đủ. Có thể thấy, khi một câu lạc bộ chưa chấm dứt hợp đồng hoàn toàn với một cầu thủ, thì việc trả lương cho cầu thủ đó là một lẽ đương nhiên và tuân thủ các quy tắc về bộ luật lao động. Nói xa hơn, trường hợp của Mendy có thể xem xét là tương đương với trường hợp của các cầu thủ bị chấn thương dài hạn và không thể ra sân. Dĩ nhiên chúng ta không thể gộp trường hợp một cầu thủ bị chấn thương với trường hợp của một cầu thủ bị bắt vào cùng một hệ quy chiếu, bởi vì đó là hai hoàn cảnh và lý do cực kỳ khác nhau. Ít ra, cầu thủ bị chấn thương không làm xấu đi hình ảnh của câu lạc bộ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả hai dạng hoàn cảnh trên đều có cùng một điểm chung là không thể ra sân và đóng góp cho đội bóng, không thể thi đấu vì những lý do bất khả kháng. Và những cầu thủ mặc dù bị chấn thương vẫn được trả lương đầy đủ. Vậy với trường hợp của Benjamin Mendy, tại sao Marseille lại không thể trả lương đàng hoàng cho anh? Chưa kể Marseille cũng là một đội bóng có tiềm lực tài chính rất mạnh, nên vài triệu bảng tiền lương của Mendy có lẽ cũng chẳng thành vấn đề gì. Nhưng Marseille cũng có cái lý riêng họ. Thời điểm Mendy bị bắt, các cổ động viên bóng đá đã bất ngờ và hướng nhiều sự chỉ trích đến hậu vệ người Pháp. Marseille khi đó dĩ nhiên cũng chịu ảnh hưởng lây vì cầu thủ của mình, không chỉ về sự thiếu sót về mặt chuyên môn mà còn cả về doanh thu áo đấu và các hợp đồng tài trợ quảng cáo cũng bị ảnh hưởng. Marseille bị mất cầu thủ
Guardiola không đủ nhân sự, đành phải mua thêm cầu thủ để trám vào. Và dĩ nhiên, chiến tích ăn ba của đội bóng này cũng sẽ không bao giờ nhắc đến tên Mandy như một cầu thủ đã không đánh góp vào thành công chung đó. Marcelli cũng không thể bán áo đấu có tên của Mandy. Các hình ảnh quảng cáo của Mandy cũng buộc phải gỡ xuống, vì câu lạc bộ quyết định không chấm dứt hợp đồng hoàn toàn mà chỉ ngừng trả lương cho Mandy, được coi như là một sự giúp đỡ, hỗ trợ cho Mandy hết tình hết nghĩa. Chưa kể, đội chủ sân Etihad vẫn luôn ủng hộ và bảo vệ cho hậu vệ người Pháp trên truyền thông. Nhưng suy cho cùng, Benjamin Mandy cũng chỉ là một người lao động bình thường như bao người khác, và Marcelli cũng là một công ty sử dụng lao động bình thường như bao công ty khác. Và trả lương vẫn là điều bắt buộc, nhất là khi cả hai đều đã ký với nhau hợp đồng. Có thể Marcelli không trả lương toàn bộ cũng được, nhưng ít nhất cũng phải trả cho Mandy một phần lương như một cách để giúp anh đòi lại công bằng và nhận lại những gì xứng đáng thuộc về mình. Chưa kể, Mandy đã được tuyên là vô tội và anh chưa bao giờ trở thành tội phạm. Tức những gì Mandy không đóng góp cho câu lạc bộ không thể quy hoàn toàn trách nhiệm cho hậu vệ người Pháp được. Về lý, Mandy không hề sai. Còn về tình, Marcelli cũng có cái lý do của riêng họ. Mandy rồi đây cũng sẽ được trả một phần lương mà anh xứng đáng được nhận, sẽ đòi lại được công bằng cho mình, sẽ được bù đắp những tổn thương mà anh phải chịu đựng trong suốt hơn một năm vừa qua, cả về sự nghiệp lẫn khả năng chơi bóng. Nếu như Mandy có thể nói chuyện đàng hoàng với câu lạc bộ cũ của mình, miễn sao mọi thứ không vượt quá tầm kiểm soát. Bản thân Man City cũng là đội bóng có tư duy là bóng đá sòng phẳng, phóng khoáng, cấp tiến và có tiềm lực tài chính dư dả. Một hướng đi mà Man City có thể tìm tới đó chính là kiện ngược lại phía tòa án Manchester vì đã làm chậm quá trình điều tra, ảnh hưởng đến sự nghiệp của Benjamin Mendy và quá trình hoạt động của câu lạc bộ. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, những vụ án dân sự mà phải kéo nhau ra tòa chưa bao giờ là một ý kiến hay. Một bữa ăn tối thân mật, một cách nói chuyện cởi mở, một tinh thần tiếp nhận, bao dung, dĩ hòa vi quý sẽ là một cách giảng hòa cực kỳ hữu hiệu cho cả đôi bên, vốn đã chịu nhiều tổn thương sâu sắc trong vụ việc lần này.